40% môi giới bất động sản bỏ nghề lúc khó khăn đã trở lại thị trường. Theo VA, ước tính chỉ riêng 5 tháng đầu năm, so với thời điểm thị trường khó khăn nhất, đã có khoảng 40% môi giới quay trở lại ngành bất động sản. Sau thời gian dài trầm lắng khiến cho sức khỏe của thị trường cũng như cộng đồng doanh nghiệp bất động sản suy giảm nghiêm trọng. Từ cuối năm 2023, thị trường bất động sản đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu phục hồi. Nửa đầu quý 2 năm nay, thị trường bất động sản đang phục hồi tích cực qua từng tháng. Hàng loạt dự án bất động sản đa dạng các phân khúc được tái khởi động, khởi công, công bố, giới thiệu ra thị trường. Cùng với sự phục hồi của ngành bất động sản, doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là doanh nghiệp môi giới, bắt đầu cuộc đua thu hút nhân sự với các chính sách tuyển dụng hấp dẫn để thu hút lực lượng môi giới chất lượng cao. Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, từ đầu năm đến nay, số lượng môi giới mới tham gia và quay trở lại thị trường bất động sản có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm, ước tính đã có hơn khoảng 40% môi giới quay trở lại ngành so với thời điểm thị trường khó khăn nhất. Trước đó, theo thống kê của VAS, trong năm 2023, khoảng 70% môi giới bất động sản đã nghỉ việc, bỏ nghề. Hơn 90% nhân sự ngành bất động sản bị giảm thu nhập. Làn sóng cắt giảm nhân sự diễn ra trong hầu hết các doanh nghiệp liên quan đến bất động sản. Liên quan tới môi giới, báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất Xanh công bố gần đây cho thấy dù tỷ lệ môi giới bất động sản chuyển ngành từng trên mức 30%, nhưng tại thời điểm khảo sát ở quý 1 năm 2024, có đến 13% môi giới bỏ việc đã quay lại ngành và 55% môi giới bỏ việc dự kiến sẽ tham gia vào trong thời gian tới. Theo ghi nhận của Bất động sản Halifax, trong thời gian qua cũng cho thấy trên các sàn môi giới hiện nay đang rầm rộ khởi động cuộc đua săn lùng nhân sự. Các sàn môi giới đưa ra nhiều hoạt động cạnh tranh bằng những chế độ mức lương cứng cùng với hoa hồng hấp dẫn nhằm mục đích là tăng quy mô để có đủ nguồn lực giúp mở rộng thị trường và thị phần. Như hoạt động trong ngành mảng thổ cư, nhà phố, bất động sản thổ cư thì họ đều phát cũng thấy vừa rồi cũng có một số đơn vị, một số công ty từ Hà Nội đổ về Sài Gòn để mà mở các văn phòng chi nhánh mới và tuyển thêm nhân sự khá là đông, chạy quảng cáo trên các fanpage, các bài đăng như là tập đoàn nhà phố Sài Gòn cạnh tranh với các công ty bất động sản lâu đời như là bất động sản Tuấn Huy 3 cùng với bất động sản Thiên Khôi. Theo ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch VA, trước bài học phải rời bỏ hoàng lạc ở khoảng thời gian trước, môi giới bất động sản mới tham gia và quay trở lại thị trường cũng đã trải qua một cuộc cách mạng về tư duy với tâm thế cẩn trọng. Môi giới đã chuẩn bị hành trang kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho bản thân tới việc lựa chọn sàn giao dịch để đầu quân. Các sàn giao dịch có nguồn hàng đa dạng, chất lượng, có lộ trình đào tạo, văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực, chuyên nghiệp là lựa chọn ưu tiên của các nhân sự ngành bất động sản. Để thu hút và giữ chân nhân sự môi giới chất lượng cao, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới cần xây dựng lộ trình đào tạo, phát triển chuyên môn. Đặc biệt, các doanh nghiệp tạo điều kiện và hỗ trợ tài chính để môi giới tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Ngoài ra, theo ông Đính, cần nghiên cứu xây dựng các chính sách hoa hồng hấp dẫn và các gói thưởng nóng linh hoạt để tạo động lực cho các môi giới xuất sắc hoặc đạt chỉ tiêu vượt mức. Điều này cũng đồng thời tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực với lộ trình thăng tiến rõ ràng, chính sách phúc lợi hấp dẫn. Lãnh đạo một văn phòng giao dịch bất động sản ở Hà Nội cũng chia sẻ, thời gian gần đây, hoạt động của văn phòng cũng sôi động hơn. Bên cạnh số lượng giao dịch thành công cao hơn năm 2023, hoạt động tuyển dụng môi giới của văn phòng cũng được đẩy mạnh trong thời gian này. Cũng theo lãnh đạo trên, những quy định mới của luật kinh doanh bất động sản vừa được thông qua nói trên sẽ loại bỏ nhiều môi giới bất động sản không chuyên, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh bất động sản lành mạnh, minh bạch.